Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Ngày 12 tháng 2 năm 2020 thì cơ sở đồ gỗ Yên Lành lại tiếp tục làm clip giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng bằng gỗ hương vân, và đã được chúng tôi chọn vân rất là kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Đây là đơn đặt hàng của một công ty ngoài Nam Định đã đặt hàng cơ sở đồ gỗ Yên Lành từ rất lâu rồi. Thì hôm nay chúng tôi làm clip để giới thiệu cho quý vị có thể biết được. Đây là chúng tôi đang quét nước để vân gỗ hiện lên một cách chân thực nhất và sống động nhất. Đây, chúng ta cùng chiêm ngưỡng đây. Chúng tôi tiếp tục quét nước sang chiếc ghế dài đây. Chiếc ghế dài của bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng cột 14 này có thông số kích thước như sau. Chiều dài là 2m85, chiều sâu là 72 và chiều cao là 1m28. Được chọn theo thước phong thủy đây. Toàn bộ phần cột là chúng tôi làm cột 14, được chọn vân rất là kỹ lưỡng. Khi để mộc thì vân gỗ nhìn nó sẽ mờ, nhưng khi quét nước vào và khi hoàn thiện thì vân gỗ nó lên rất là đều và đẹp. Nhưng đầu xuân năm mới đây, chúng tôi khai trương một bộ bàn ghế cho quý khách. Bộ bàn ghế được đánh giá là đẳng cấp trong thời gian vừa qua, cũng là mặt hàng bán chạy nhất của chúng tôi. Mã số là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương vân cột 14. Thì trước đây quý vị cũng đã xem rồi. Năm ngoái là chúng tôi đã làm rất nhiều bộ bàn ghế như này để bàn giao cho quý khách. Thì đầu xuân năm mới chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương trọn vân đây cho quý khách ở Nam Định. Chúng tôi mới chỉ quét nước thôi thì bộ ghế đã đẹp lung linh rồi. Và không cần phải quảng cáo nhiều, vì đây nó là vân gỗ thực tế, chưa đi vào hoàn thiện. Thì trước khi bàn giao cho quý khách thì chúng tôi sẽ quay lại phần mộc và phần hoàn thiện, để cho quý khách nào không về được cơ sở thì có thể xem qua YouTube hoặc website. Quý khách có thể truy cập vào đường link là website nội thất la xuyên.com hoặc là YouTube đồ gỗ Hiền Lanh. Và quý vị nào muốn lấy hình ảnh của sản phẩm thì quý vị truy cập vào đường link Facebook đồ gỗ Hiền Lanh thì quý vị có thể lấy được. Mà quý vị nào muốn đặt hàng thì liên hệ ngay tới hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi có thể tư vấn miễn phí cho quý vị khi quý vị gọi tới hai số trên màn hình đây, 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi có thể tư vấn cho quý vị miễn phí về những thắc mắc về chất liệu gỗ, mẫu mã sản phẩm, kích thước và chủng loại. Bộ bàn ghế này chúng tôi làm bàn trơn vì khách hàng không thích những mẫu bàn đục. Nhiều khách hàng thì lại thích đục tứ quý và đục sơn thủy hữu tình hoặc đục trống đồng. Thì chúng tôi nhận đặt theo yêu cầu. Kích thước chiếc bàn như này là 85 1m60. Cũng được chọn vân chọn gỗ rất là đều đẹp. Rồi tiếp tục đây thì chúng tôi sẽ quay sang chiếc ghế đơn để cho quý vị có thể theo dõi được. Chiếc ghế đơn thì chúng tôi làm thông số là 1m20 nhân 1m28 mà nhân 72. Cũng được chọn vân. Quý vị có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh chiếc ghế ghế dài đây. Rất là đẹp. Đây mới chỉ là quét nước ban đầu thôi, để cho vân gỗ nó hiện lên thực tế nhất. Quý vị có thể về xem
hàng thực tế tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Hoặc quý vị nào không có thể về được thì quý vị có thể xem qua mạng YouTube hoặc ở website. Quý vị có thể gọi theo hai số 0986 883349 hoặc 0985 226684. Để chúng ta cùng xem lại hai chiếc ghế đơn và một chiếc bàn trà đây. Vân gỗ rất là đều đẹp. Trước khi bàn giao thì chúng tôi sẽ quay lại một phần mộc để cho quý vị xem. Toàn bộ vân gỗ là vân tự nhiên, không vẽ vân, không bán vân. Toàn bộ phần khung tranh là chúng tôi làm 4 phân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.